chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh vn youtuber các bạn thân mến trong thời gian chiến tranh chống mỹ việt nam đã phát triển lực lượng đặc công và thu được nhiều thắng lợi giòn giã với lực lượng này ở phía bên kia mỹ cũng xây dựng một lực lượng đặc biệt gọi là biệt kích cho cả họ và quân đội việt nam cộng hòa một trong những nhiệm vụ chính của biệt kích mỹ và biệt kích việt nam cộng hòa là do thám và tác chiến phá hoại các căn cứ của quân giải phóng, mà đặc biệt là trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Trong suốt thời gian chiến tranh, đặc công Việt Nam đã nhiều lần lấy ít thắng nhiều khi đánh vào các đơn vị quân đội chính quy của đối phương là điều phổ biến. Nhưng nếu đặc công đối chọi với biệt kích thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trong chương trình hôm nay, xin giới thiệu với quý vị và các bạn một trận đánh của đặc công Việt Nam vào một trại biệt kích của Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Thưa quý vị và các bạn, thời chống Mỹ, đường Trường Sơn là tuyến vận tải chiến lược để miền Bắc chi viện vào miền Nam. Để ngăn chặn tuyến đường chiến lược này, Mỹ và Việt Nam Cộng hòa đã tìm đủ mọi cách. Bên cạnh các loại vũ khí phương tiện hiện đại, họ cũng tổ chức những đơn vị biệt kích để trà trộn phá hoại các binh trạm trên tuyến đường. Căn cứ chính của những toán biệt kích đánh phá đường Trường Sơn đóng tại làng Vây Năm 1966 và 1967, trại làng Vây bị quân giải phóng tiến đánh hai lần, nên biệt kích rút về lập căn cứ trên đồi Mai Lộc, thuộc xã Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Từ căn cứ này, biệt kích được tung đi các nơi lùng sục, dò la, phát hiện và chống phá, gây khó khăn cho lực lượng quân giải phóng trong việc bám dân, bám địa bàn, xây dựng hậu cứ hành lang trên tuyến đường Trường Sơn. Do vậy, mặt trận trị thiên huế quyết tâm phải xóa sổ nó tháng hai năm bảy mươi mặt trận trị thiên huế giao cho đại đội sáu tiểu đoàn đặc công ba ba đánh cứ điểm mai lộc đơn vị này đã tổ chức trinh sát mai lộc nhưng ngày 14 bốn tháng ba trong quá trình đi kiểm tra lại thì bị lộ cho nên trận đánh bị hoãn lại cuối tháng ba năm đó mặt trận giao cho đại đội sáu tiểu đoàn ba ba và đại đội bảy tiểu đoàn hai chín của sư đoàn bộ binh ba trăm bốn lập ban chỉ huy chung để nghiên cứu cách đánh mai lộc. Ngày 26 tháng 3, đoàn trinh sát của hai đại đội này lên đường và hôm sau đến vị trí tập kết. 9 giờ đêm ngày 27 tháng 3, họ vận động tiếp cận mai lộc. Trong đêm 27 và 28 tháng 3, đoàn trinh sát đã hai lần đột nhập căn cứ. Đêm trước vào sát hàng rào để tìm vị trí cửa mở. Đêm sau vào bên trong hàng rào nhưng không lọt qua được hàng rào cuối cùng do phía trong canh gác chặt. 3 giờ sáng ngày 29 tháng 3, những người trinh sát rút về vị trí tập kết để tập hợp kết quả trinh sát. Mặc dù không vào được tận trong khu nhà ngủ và hầm hào, nhưng với kết quả quan sát tại chỗ, họ cũng nắm được tình hình, cách tổ chức, bố trí của căn cứ cùng những điểm mạnh và điểm yếu của nó. Sau đây là phân tích đánh giá căn cứ dựa trên kết quả trinh sát. Mai Lộc là một quả đồi thuộc xã Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị có độ cao trung bình trên dưới 300m so với mặt biển. Cách về phía bắc khoảng 2.000m là điểm cao 241, có cỏ chanh và cây cối. Cách về phía tây từ 1.500 đến 2.000m là một dãy đồi có ngọn cao nhất là điểm cao 303, cây cối rậm rạp và có nhiều khe cạn suối nhỏ. Phía nam có con suối nhỏ chảy theo hướng bắc nam đổ ra sông Giảo Vinh. Phía tây nam cách 9.000m là sông Ba Lòng, rộng 300m nước chảy xiết nhưng có chỗ có thể lội qua được. Quanh mai lộc có nhiều đường lớn nhỏ, ô tô và xe tăng có thể cơ động được. Bố trí phòng thủ của căn cứ mai lộc chia thành 3 tuyến với tổng cộng 250 mục tiêu gồm lô cốt, nhà ngủ, ụ chiến đấu, hầm ngầm. Hầu hết các công trình này bằng bê tông cốt thép. Tuyến ngoài cùng tập trung nhiều lô cốt, còn tuyến trong cùng có hai hầm ngầm có sức chứa được 200 người. Giữa các lô cốt ở trung tâm căn cứ có các chiến hào xây bằng gạch sâu từ 1m2 đến 1 m rưỡi nối các lô cốt với nhau. Quanh căn cứ có từ 6 đến 8 lớp rào và càng vào trong thì khoảng cách giữa các lớp rào lại càng ngắn. Có chỗ chỉ 2 đến 3 mét lại có một lớp rào với nhiều chủng loại xen kẽ nhau như rào bùng nhùng, rào đơn, rào mái nhà, rào quỹ lợn, rào mắt cáo, vân vân. Xen lẫn với các lớp rào là các loại mìn sát thương và qua lớp rào còn được nối dây điện vào trong lô cốt. Về quân số, đến thời điểm trinh sát, ở đây có hai trung đội biệt kích Mỹ, năm trung đội biệt kích Việt Nam Cộng Hòa và một sở chỉ huy hỗn hợp của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa với tổng quân số khoảng 500 người. Về hỏa lực, trong căn cứ có hai khẩu cối 106,7 ly, 4 khẩu cối 81 ly, 15 khẩu đại liên, hai xe tăng và nhiều súng cối cá nhân. Quy luật hoạt động của căn cứ là sử dụng xe tăng chạy quanh cứ điểm mỗi giờ một lần vào ban đêm. Những đêm tối trời thì tăng cường canh gác, tăng cường lùng sục phục kích, giò la nhằm phát hiện lực lượng đối phương từ xa và sử dụng các loại pháo cối bắn ra những chỗ rừng rậm nghi ngờ của lực lượng quân giải phóng. Phía bắc căn cứ Mai Lộc khoảng 600 mét có cụm cứ điểm của một tiểu đoàn chủ lực Việt Nam Cộng Hòa. Ở đây có một đại đội pháo 105 ly và từ 3 đến 5 xe tăng có thể chi viện cho Mai Lộc phía tây và tây bắc là áp chiến lược hướng hóa. Ở đó có một đại đội bảo an. Lực lượng này có thể đón lõng và truy đuổi khi lực lượng giải phóng rời trận địa chiến đấu. Phía đông Mai Lộc 2 km có cụm cứ điểm Mai Đang xây dựng sẵn. Thỉnh thoảng bộ binh cơ giới Mỹ cơ động ra chốt giữ một thời gian. Vào ngày quân giải phóng tấn công Mai Lộc, cứ điểm Mai Đang có hai đại đội bộ binh cơ giới Mỹ nhưng quân giải phóng không biết. Điểm mạnh của Mai Lộc là lực lượng biệt kích có kinh nghiệm đối phó với cách đánh của đặc công quân giải phóng, lại phòng ngự trên điểm cao, có lợi thế về chiến thuật, tiện quan sát và ngăn chặn lực lượng tấn công từ xa đến gần. Thứ hai là có quân số đông, hỏa lực mạnh, vật cản bố trí phức tạp, công sự kiên cố và lại có nhiều lực lượng ở xung quanh hỗ trợ. Tuy nhiên căn cứ này cũng có những điểm yếu như quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tin tưởng lẫn nhau. Thứ hai là tăng cường lụng sục ở vòng ngoài, nhưng ở trong mục tiêu thì lại sơ hở. Họ coi may lộc như một căn cứ để thu dung an dưỡng, nên sức đối phó tại chỗ yếu. Thứ ba là ý thức cảnh giác không cao, biểu hiện là hay nói chuyện, hút thuốc, vị trí canh gác cố định không thay đổi và không tổ chức tuần tra. Thứ tư là hệ thống vật cản công sự và hỏa lực mạnh, chỉ tập trung ở hướng Nam và Tây Nam, còn hướng Đông thì sơ hở. Thêm nữa, Tuy rằng xung quanh Mai Lộc có nhiều lực lượng chi viện, nhưng nếu tấn công nhanh và rút nhanh thì những lực lượng này không kịp chi viện. Căn cứ trên những kết quả trinh sát và nắm tình hình mục tiêu như vậy, đặc công Trị Thiên quyết định sử dụng binh lực gồm hai đại đội đặc công là đại đội 6 của tiểu đoàn 33 và đại đội 7 của tiểu đoàn 29. Ngoài ra, còn có một số đơn vị hỏa lực và bộ binh phối hợp chiến đấu. Chỉ huy lực lượng tấn công nhận định khó khăn lớn nhất của bản thân là đại bộ phận bộ đội trước trải qua chiến đấu, chưa đánh công sự vững chắc và chưa có kinh nghiệm đánh hiệp đồng binh chủng. Tuy nhiên cũng có thuận lợi là có hỏa lực cơ bản, trang bị đầy đủ và quyết tâm chiến đấu cao. Kịch bản chiến đấu được đưa ra là bí mật cơ động lực lượng tiếp cận mục tiêu, triển khai trên các hướng để hình thành thế bao vây chia cắt đối phương. Vận dụng thủ đoạn luồn, thọc sâu đến giờ nổ súng thì thực hiện đồng loạt trong đánh ra, ngoài đánh vào. Mục tiêu chủ yếu của trận đánh là sở chỉ huy với hai hầm ngầm cùng nhà thông tin của Mỹ và trận địa súng cối cùng với hai xe tăng trong căn cứ. Hướng tiến công chủ yếu là hướng Tây. Hai hướng thứ yếu phối hợp là hướng Đông và Tây Nam. Về sử dụng hỏa lực, sử dụng cối 82 ly, cối 60 ly, súng trung liên và một số khẩu B41 để chế áp, ngăn chặn lực lượng đối phương chi viện. Sử dụng súng B40, súng phun lửa, AT diệt xe tăng cùng các xung lực để diệt xe tăng và các lô cốt ụ súng. Về sử dụng binh lực, đại đội 7 tiểu đoàn 29 tổ chức 3 mũi đánh số từ 1 đến 3 cộng với một tổ dự bị đánh ở hướng Tây là hướng chủ yếu. Đại đội 6 tiểu đoàn 33 tổ chức 4 mũi đánh số từ 4 đến 7 tấn công ở hướng thứ yếu. Ngoài ra, sử dụng một trung đội bộ binh để kiềm chế và chặn viện binh. Số còn lại là ban chỉ huy tiểu đoàn 29, một tổ thông tin vô tuyến điện và hai tổ liên lạc chạy bộ cùng các chiến sĩ quân y và tổ vận tải. Mũi số 1 có 17 người với hỏa lực 3 khẩu B40, 2 AT diệt tăng, một súng phun lửa, 3 bộc phá ống, một bộc phá khối triển khai ở phía tây cứ điểm cách hàng rào 100m. Mũi số 2 có 14 người với hỏa lực 3 khẩu B40, 1 AT triển khai ở tây nam cứ điểm cũng cách rào 100m. Mũi 3 cũng có 14 người với hỏa lực tương tự mũi 2 triển khai ở hướng nam. Lực lượng dự bị của hướng tấn công chủ yếu có hai đặc công và 4 bộ binh trang bị một súng phun lửa cùng với tám bọc pha ống dùng để phá rào khi phải thọc sâu chiến đấu. Ở hướng thứ yếu, mũi số 4 và số 5 triển khai lần lượt ở phía đông và phía bắc căn cứ với hỏa lực giống nhau gồm có 3 khẩu B40, 1 AT diệt tăng, một bọc phá khối và ba bọc phá ống. Quân số của mũi 4 có 14 người, Mũi 5 có 21 người. Mũi số 6 có 17 người, trang bị 3B40 cùng với 8 bọc phá ống, ém quân ở hướng Tây Bắc. Mũi số 7 gồm 17 người, với 3 khẩu B40, 2 bọc phá khối và 2 bọc phá ống làm dự bị cho mũi số 1. Ngoài các lực lượng trực tiếp tấn công, còn có 38 người làm nhiệm vụ kiềm chế. Hỏa lực của họ có một súng cối 82 ly, một cối 60, hai khẩu trung liên, hai B41 hai máy thông tin vô tuyến. Nhiệm vụ của lực lượng này là chế áp lực lượng đối phương đến chi viện. Sau khi mọi chuẩn bị hoàn tất, lúc 11 giờ ngày mùng 8 tháng 4, các mũi xuất phát theo kế hoạch. Đến 17 giờ cùng ngày, họ đến bờ sông Ba Lòng. Do lúc này còn sớm, máy bay của đối phương còn hoạt động nhiều nên việc vượt sông kéo dài đến 20 giờ mới qua hết. 13 giờ ngày hôm sau, các lực lượng đến được vị trí tập kết và chia nhỏ lực lượng ra ẩn nấp ở trong rừng để tránh gặp dân. Đúng thời điểm lực lượng tấn công đang áp sát mục tiêu thì cũng ngày mùng 8 tháng 4 đối phương điều thêm một đại đội từ Đà Nẵng ra tăng cường. Chỉ huy trận đánh nhận định đối phương chỉ tăng cường đối phó ở hướng mà lần trước đội trinh sát bị lộ cho nên trận đánh vẫn diễn ra theo kế hoạch. 22 giờ 10 phút ngày mùng 9 tháng 4 các mũi chiến đấu vào tới cách hàng rào 100 m theo kế hoạch. 10 phút sau, các tổ mở cửa tiến lên cắt rào. Lúc 23 giờ kém 5 phút, mũi số 3 vô tình làm nổ mìn sáng, khiến trong đồn báo động và bắn mạnh vào hướng này. Tuy nhiên một lúc sau, không gian lại yên tĩnh trở lại. Điều đó chứng tỏ rằng trong đồn chưa phát hiện, mà có lẽ chỉ cho rằng mìn nổ là do chuột chạy hoặc một tác động tự nhiên nào đó. Do vậy, lực lượng tấn công tiếp tục chui qua các lớp rào vừa cắt. Lúc 23 giờ 45 phút, Tất cả các mũi đã nằm trong các lớp rào Mũi số 3 lại làm nổ mìn sáng Nhưng trong đồn không bắn ra Nên các mũi khác tiếp tục vào trong Đến 1 giờ 10 phút Ngày mùng 10 tháng 4 Các mũi bắt đầu đến được lớp rào cuối cùng Mũi 2 còn cách lớp rào nữa Nhưng làm nổ mìn sáng Để tránh bị đối phương phản ứng Mũi này bắn luôn B40 vào lô cốt đầu cầu Cùng lúc đó Tiểu đoàn cũng ra lệnh nổ súng sớm 40 phút so với kế hoạch các mũi khác nhanh chóng cắt nốt rào và hiệp đồng với mũi hai. Ở mũi số 6, khi các mũi khác đã nổ súng, họ vẫn còn hai lớp rào. Đối phương bắn dữ dội. Chiến sĩ mũi này mưu trí, đạt sang hướng nam, vượt rào, chọc thẳng vào trong, đánh lướt qua 7 lô cốt, chiếm một lô cốt, rồi nhảy lên đó gọi cả mũi vào chiến đấu. 30 phút sau, mũi này làm chủ khu vực 1. Ở mũi số 3, Lần làm nổ mìn sáng đầu tiên đã có 3 người bị thương. Khi tiểu đoàn ra lệnh thọc sâu, mũi vẫn còn 3 lớp rào chưa cắt. Hướng này đối phương phát hiện nên bắn ra rất mạnh. Ngay từ đầu, đại bộ phận của mũi đã thương vong chỉ còn 4 người nhưng vẫn xông lên chiến đấu và diệt một xe tăng 6 lô cốt cùng nhà ngủ nhưng không đủ sức diệt gọn đối phương và không làm chủ được khu vực. Đến 2 giờ 30 phút, pháo của đối phương bắn mạnh vào phía nam và sáu trực thăng bay đến quần trên đầu cứ điểm. Lực lượng kiềm chế bắn pháo hiệu xanh để thu hút hỏa lực cho lực lượng tấn công rút khỏi trận địa. Đến 3 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 4, lực lượng tấn công rút hết khỏi trận địa. 30 phút sau, đối phương cho 10 xe tăng lên vây đánh vào cứ điểm và bắn pháo cối cùng với phi pháo ác liệt vào hướng nam là hướng mà đơn vị tổ chức nghi binh. Đến 13 giờ cùng ngày, Đối phương phát hiện hướng rời khỏi trận địa của lực lượng tấn công và dùng trực thăng đổ quân xuống vị trí tạm dừng, nhưng may là lực lượng tấn công đã rời xa khỏi đó. Sang ngày 12 tháng 4, đối phương phục kích trên đường rút và gặp tổ trinh sát của lực lượng tấn công ở lại tìm kiếm đón những đồng đội đi lạc đường đang trên đường về. Hai bên giao chiến, đối phương bị hạ một số nên bỏ chạy và tổ trinh sát cũng khẩn trương thoát ly khỏi vị trí để về đơn vị. Kết quả trận đánh Bên tấn công tuyên bố loại khỏi vòng chiến 350 người của đối phương, bắt sống 1, phá hủy 15 khẩu đại liên, 2 súng cối 106,7 ly, 4 súng cối 81, 1 xe tăng và 10 ô tô, cùng với một kho xăng và một kho đạn. Đổi lại, phía tấn công cũng chịu thiệt hại nặng với 9 người hy sinh, 14 người mất tích, bị thương 35 người. Tuy nhiên, trong tài liệu của nước ngoài thì họ thừa nhận trận tấn công này làm 6 biệt kích Mỹ và 14 biệt kích Việt Nam Cộng hòa thiệt mạng còn phía lực lượng tấn công mất 19 người. Các tài liệu phía Mỹ cũng xác nhận trận đánh khiến căn cứ Mai Lộc bị phá hủy nghiêm trọng và đến tháng 8 năm đó, biệt kích Mỹ đã bỏ căn cứ này. Việc biệt kích đối phương phải bỏ căn cứ Mai Lộc là thắng lợi lớn nhất của trận đánh vì đây là mục tiêu lớn nhất được mặt trận trị thiên Huế đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là tường thuật lại chi tiết trận đánh của lực lượng đặc công và một trại biệt kích của Mỹ và quân đội Sài Gòn những thông tin chi tiết mà tôi vừa trình bày phần nào đã cho quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về nghệ thuật tác chiến đặc công nói đến đặc công quý vị dễ quấn tượng về việc chỉ một vài người bí mật tiếp cận mục tiêu đặt thuốc nổ để phá hoại tuy nhiên trận đánh mà tôi vừa trình bày trên đây lại là một trận đánh hiệp đồng binh chủng lấy đặc công làm chủ đạo và mục tiêu không phải là chỉ phá hoại sát thương mà là đánh tiêu diệt vào những mục tiêu kiên cố với những đặc điểm hỏa lực và bố phòng của căn cứ Mai Lộc đặt trong thế liên hoàn với những căn cứ khác. Nếu quân giải phóng Việt Nam mà sử dụng bộ đội chủ lực tấn công thì ít nhất phải tổ chức lực lượng đến cấp trung đoàn mới đủ sức tiêu diệt. Và tất nhiên, khi sử dụng lực lượng lớn thì bom pháo của đối phương sẽ phát huy được nhiều uy lực trong sát thương để gây thương vong lớn hơn cho lực lượng tấn công. Do vậy, trận đánh này của đặc công vẫn là một điển hình của việc luồn sâu đánh hiểm và lấy nhỏ thắng lớn chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại